Thưa bà con và quý khán giả, đến với ấp Thành Thọ 3, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, hỏi về kỹ sư hai lúa Lê Công Thành, tâm huyết trồng rau sạch, thì hầu như ai cũng biết. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn không ngừng học hỏi, chế tạo, cải tiến máy móc, nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. Ông trở thành tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn hết lòng giúp đỡ bà con tại địa phương nâng cao thu nhập nhờ trồng rau sạch. Ông Lê Công Thành sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở tỉnh Thanh Hóa. Sau khi học hết cấp 3, ông tham gia quân đội làm kế toán của Trung đoàn 47 thuộc Binh đoàn Quân khu thủ đô Hà Nội. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, ông từ Thanh Hóa chuyển vào trong miền Nam sinh sống và xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai chính là vùng đất mà ông chọn để bắt đầu lập nghiệp. Ông nhận thấy ở ấp Thanh Thọ 3, nơi ông đang sinh sống nói riêng và trên địa bàn xã Phú Lâm nói chung, hầu như nhà nào cũng sống bằng nghề trồng rau ăn lá và rau gia vị. Nên sẵn có miếng đất nhỏ bên hông nhà, ông cũng bắt đầu tập tành với nghề trồng rau. Cái nghề trồng rau thì nó nhiều cái công đoạn vất vả lắm. Rồi cũng làm, nếu mà có làm được xào đất, nửa xào đất thì phải cả gia đình xuống vào. Làm lớp thì gieo, lớp nhổ, lớp cấy. Tôi cũng nghĩ là bây giờ tại sao mà mình lại không nghiên cứu ra một cái công cụ để thay thế cho các cái công đoạn trồng rau. Thế rồi từ đấy đi tôi bắt đầu mày mò, nghiên cứu. Đến khi mà trên cái vườn thử nghiệm của mình thì mình làm thấy bà con họ đến họ thăm thì thấy rất là ổn. Nó theo hàng, theo lối, rồi nó cây cách cây, nó thưa đều. Rồi nó giảm được coi như là bao nhiêu ngày công. Thì tính ra là một đầu xào là 1.000 m². Thì nó hết trung bình từ cái khâu gieo cho đến khâu thu hoạch. Thì nó cũng hết khoảng 25 công. Nhưng mà cái máy là gieo xuống rồi là coi như là bây giờ người ta không có phải cấy, không phải che, không phải đậy gì hết. Thì nó giảm được khoảng là 20 công trên một đầu xào là 1.000 m². Thế từ đấy đi là bà con rồi những anh em xung quanh họ cũng thấy là thực tế nó là như thế. Thế rồi họ cũng phải là chấp nhận. Thế từ đó đi thì tôi cũng nghiên cứu ra như thế để rồi là coi như phục vụ là cho mình, cho chính gia đình mình. Rồi có những người xung quanh mà người ta có nhu cầu thì mình lại cũng làm để rồi cũng hỗ trợ cho người ta, lấy cái người ta làm để cho nó tăng cái năng suất. Những chiếc máy được chế tạo và cải tiến thành công đã hỗ trợ đắc lực cho công việc trồng rau, giúp ông Lê Công Thành và bà con tại địa phương có nguồn thu nhập ổn định. Hầu như là cái nghề trồng rau là hầu như là làm quanh năm. Thì nó trung bình là coi như nó được khoảng từ 8 đến 10 vụ. Trung bình là như vậy. Thì mỗi một đầu sào là trung bình nó nằm ở 2 tấn rưỡi, 3 tấn. Thì mỗi một đầu sào mỗi năm thì nó nằm ở khoảng 20 mấy tấn. Khoảng tính cái giá trung bình đi nó là nằm ở khoảng là 25 tấn một sào. Và cái giá thì hiện tại bây giờ thì nó cũng có lúc lên, có lúc xuống. Nhưng mà cứ trung bình là cái giá của nó là cứ trung bình là khoảng 4-5 ngàn. Đó là vừa là bán cho một số đầu mối công ty, rồi cũng bán cho thương lái bên ngoài. Bây giờ hàng năm thì chỉ là nhân với 10 vụ thôi. 10 vụ thì mỗi một năm thì thu nhập nó dao động cũng khoảng nằm chung chung khoảng 200 mấy 300 triệu. Từ hồi mà có máy móc thì mình ấy kể như là làm cái số lượng nó được nhiều hơn. Thứ nhất nó không có hao công sức như hồi xưa làm thủ công. Thay vì cuốc á, một ngày thì cuốc được 2 luống dài khoảng 30 mét. Còn giờ có máy á, thì thường thường mình cày khoảng nửa tiếng thôi, được 5-6 luống rồi. Thì cái khâu gieo trồng của mình ấy thì nó nhanh hơn là hồi xưa làm thủ công. Tại vì như hồi xưa nếu mà nói về cuốc á, thì hai vợ chồng mình á, làm với một cái diện tích nó được khoảng 1.000 đến hơn 1.000 m² thôi. Còn từ hồi có máy móc á, thì mình làm hai vợ chồng hiện giờ đang canh tác 3.000 m², thì hầu như cứ gieo xạ cắt cấy ở luân phiên, ngày nào cũng có rau cắt hết. Cứ một ngày thường thường giờ mình cắt từ 170 ký, có ngày đến 200 đến 300 ký, là ngày nào cũng có đều hết.
Vì có tài chế tạo máy nên ông Lê Công Thành được người dân địa phương đặt cho biệt danh kỹ sư hai lúa. Với những sáng chế của mình, ông đã đạt giải nhì trong hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai vào năm 2011. Và hai năm sau, ông lại tiếp tục đoạt giải nhất trong chương trình Nhà sáng chế trên VTV2 do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Năm 2019, ông được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là nhà khoa học của nhà nông. Không dừng lại ở đó, hiện tại, ông luôn trăn trở tìm cách chế tạo, cải tiến nhiều loại máy ngày càng hoàn thiện hơn nhằm phục vụ hiệu quả cho công việc trồng rau của mình và bà con tại địa phương. Có máy móc hỗ trợ cộng với lợi thế được thiên nhiên ưu đãi, nguồn nước mạch quanh năm, đất đai trù phú và màu mỡ, rất thuận lợi để phát triển nghề trồng rau. Chính vì vậy, năm 2012, ông Lê Công Thành mạnh dạn vận động bà con tập hợp tổ hợp tác rau an toàn với 12 thành viên. 5 năm sau, số thành viên tham gia tăng lên 56 người với diện tích trồng rau 22 hectare. Đến năm 2017, nhận thấy rau an toàn là một trong những sản phẩm được người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Với sự tâm huyết của người sáng lập Lê Công Thành, hợp tác xã Rau An Toàn Trúc Lâm được thành lập. Trong quá trình hoạt động, hợp tác xã đã được các cấp chính quyền địa phương và hội nông dân các cấp quan tâm và tạo điều kiện để 100% thành viên được tham gia tập huấn và cấp giấy chứng nhận IPM chương trình quản lý dịch hại tổng hợp và được vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển sản xuất. Về cái vấn đề mà tham gia hợp tác xã thì nó đông ấy, thì mình ký kết với lại ấy thì nó có khả năng là được nâng cái giá sản phẩm quả rau mình lên. Thì tham gia hợp tác xã thì được nhà nước, huyện rồi là hỗ trợ bên khuyến nông hỗ trợ đợt tập huấn kỹ thuật làm rau Việt ghép để cho nó có thương hiệu. Nhiều cái lợi ích cho như chính bản thân mình và tất cả mọi người trong hợp tác xã, có nghĩa là khi mà tham gia bên hợp tác xã thì được những lớp tập huấn, các kỹ sư về giảng dạy cách thức mình trồng trọt. Rồi cái thứ hai cũng được nhà nước hỗ trợ nhà lưới, van tưới, rồi máy móc, rồi nhiều khi có cả phân bón nữa. Thì mình thấy là trong hợp tác xã rồi cái đầu ra thì hợp tác xã cũng kiếm mọi cái nguồn có thể được trợ giúp cho bà con nông dân. Riêng hội nông dân thì luôn luôn quan tâm đến bà con để bà con an tâm sản xuất. Hiện bây giờ ấy, thì nói chung là mình cũng đang là vay vốn bên quỹ hội nông dân, là đợt vừa rồi mỗi người vay được 50 triệu để phát triển kinh tế, rồi cải tạo vườn tược nhà lưới, rồi phân bón, rồi đến các thiết bị về làm nông nghiệp. Đến nay, hợp tác xã rau an toàn Trúc Lâm đã thu hút 20 thành viên tham gia với 5 hectare trồng rau đạt chứng nhận Việt Gáp, bước đầu mang lại hiệu quả đáng ghi nhận. Đạt được kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của ông Lê Công Thành, người tâm huyết với nghề trồng rau sạch, luôn đồng hành và hỗ trợ bà con tại địa phương. Anh Thành thì làm giám đốc thì thật sự ra thì cái tâm huyết của anh là về cái nghề rau này với lại máy móc thì tâm huyết của anh là từ trước đến giờ rồi. Thì anh rất là nhiệt thành. Anh có thăm hỏi thường xuyên rồi anh hỗ trợ kỹ thuật, thường xuyên đến chia sẻ kỹ thuật trồng trọt rồi là phân thuốc. Nhờ đó mà các hộ trồng rau nói chung ra nó đạt năng suất hơn, đẹp. Ông rất là tâm huyết trong vấn đề nông nghiệp mà nói chung và cái sản phẩm rau nói riêng của địa phương. Tuy nhiên thì cái việc tiêu thụ sản phẩm thì người nông dân cũng chưa có kinh nghiệm, giống như nãy tôi nói đó, thì cũng có thăng trầm cùng với lại cái hợp tác xã này. Thì ông là người gây dựng lên từ ban đầu cho đến bây giờ thì cũng mấy năm rồi đấy. Thì bây giờ thì tôi thấy là cũng bắt đầu đưa vào sản xuất rau an toàn thì từng bước đã ổn định được. Nhìn thấy hợp tác xã ngày càng phát triển, đời sống bà con ngày càng ổn định nhờ trồng rau sạch, chính là niềm vui lớn của kỹ sư hai lúa đầy tâm huyết Lê Công Thành. Giờ đây, điều mong muốn lớn nhất của ông là mở rộng thị trường tiêu thụ để ngày càng có khách hàng biết đến thương hiệu rau sạch của hợp tác xã Rau An Toàn Trúc Lâm. Tuy canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nhưng hiện nay bà con trồng rau trên địa bàn xã vẫn phải cạnh tranh với những mặt hàng rau trôi nổi trên thị trường, thậm chí còn phải bán với giá thấp hơn. Trước thực trạng đó, ngoài việc tập trung sản xuất rau an toàn, hợp tác xã còn hết sức chú trọng đến việc xây dựng một chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ và đã được các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ,
tạo điều kiện mở một cửa hàng giao dịch ngay tại chợ Phương Lâm. Để chúng tôi cũng đi chào mời các nơi và cũng được cái sự giúp đỡ quan tâm của bên nông phòng nông nghiệp, phòng khuyến nông cũng quan tâm, cũng giới thiệu về khách hàng cho chúng tôi và nhất là người dân vùng địa phương, bởi vì chúng tôi là trồng rau sạch, cũng nhất là vừa rồi đây là năm 2018 thì chúng tôi cũng được cấp là cái chứng chỉ Việt Gáp, cũng xin là được cấp. Rồi đến năm vừa rồi đây thì chúng tôi cũng xin cấp lại, thì cũng là có cái chứng chỉ Việt Gáp. Mà xã viên trong hợp tác xã thì cũng được là học rất là nhiều lớp về an toàn, học lớp về trồng trọt, nhất là trồng về cây rau. Thì bà con nắm cũng rất vững là rau an toàn là như thế nào. Cho nên là chúng tôi trong hợp tác xã là hầu như là bà con trong hợp tác xã là cũng đã nắm được cái quy trình để làm rau an toàn. Và ý muốn nói lên là cũng muốn là đưa ra chào hàng ở ngoài cái cửa hàng là cái trung tâm giao dịch của hợp tác xã đó, là để cho mọi người biết đến, để rồi kể cả là người địa phương và các đầu mối nữa, để họ biết đến là cái rau an toàn để cung cấp ra thị trường, để ít nhất thì cũng là có phục vụ được một số gia đình để mà người ta có cái nhu cầu, người ta có mong muốn, người ta tin tưởng vào cái rau an toàn, có cách ly, rồi có nguồn gốc xuất xứ về cái chất lượng rau. Chúng tôi ở đây là có kinh nghiệm khoảng 30 năm rồi, người nông dân có kinh nghiệm rồi. Còn vấn đề mà tiêu thụ sản phẩm thì chúng tôi cũng còn đang bước đầu, nông dân thì cũng chưa có kinh nghiệm, cho nên là mới ra thì nó cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn, cũng lên xuống thăng trầm lắm. Thì nhưng mà bây giờ thì đại hội rồi họp các đơn vị ban ngành của tỉnh, huyện, xã động viên, thì các hộ nông dân thì từng bước sẽ làm cái sản phẩm an toàn. Thì bước đầu thì thấy là đã tiêu thụ được cái sản phẩm, đưa được một số sản phẩm vô mấy trường học, rồi các tổ chức do nhà nước giới thiệu, rồi công ty bếp ăn tập thể. Thì hiện tại thì hợp tác xã là đủ điều kiện để cung cấp vào các cái siêu thị lớn. Chúng tôi đã có cái chứng nhận giấy Việt Gáp an toàn để tiêu thụ cái sản phẩm của mình. Trong hơn 5 năm đi vào hoạt động, hợp tác xã đã hình thành được chuỗi giá trị cung cấp các loại rau bảo đảm an toàn cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Riêng cửa hàng của hợp tác xã rau an toàn Trúc Lâm bán lẻ tới tay người tiêu dùng, trung bình mỗi ngày khoảng 120kg rau các loại như rau muống hạt, cải ngọt, mồng tơi, rau ngót, cải thìa. Tụi em cũng cố gắng mọi cách để mà tiếp cận đến các khách hàng, cho nên là từ từ, dần dần rồi lượng khách hàng á, họ cũng tìm tới với mình đông hơn, số lượng bán ra được nhiều hơn. Bởi vì thời gian đầu á, nó đúng là lúc mà tụi em mới ra á, là không ai biết và cái lượng bán ra rất là ít. Nhưng mà bây giờ tình hình cải thiện hơn rất là nhiều rồi và điều đó làm em cũng rất là mừng. Sạch sẽ, không có sợ phân thuốc gì hết cho bé. Dạ, rau em ăn ở đây không? Cửa hàng. Xuyên mua ở đây dạ, ăn ở đây không chứ không có ăn ra chợ ngoài. Vì bảo vệ sức khỏe cho bé và gia đình trên hết. Cái giá cả ở đây giá cả rất là hợp lý so ra với giá chợ, giá đồ, giá nó cũng bình ổn chứ nó không có lên xuống giá thất thường. Em hay lên đây mua rau lắm, biết rau ở đây sạch an toàn. Mấy chỗ khác đi mua về nhiều khi nấu lên có cái mùi giống như có mùi thuốc gì trong á, đâm ra mình biết nguồn gốc ở đây sạch, cho nên mỗi lần em đi chợ là em phải ghé vô đây mua rau. Với kinh nghiệm và truyền thống của địa phương, hợp tác xã rau an toàn Trúc Lâm chuyên sản xuất tiêu thụ rau an toàn, đáp ứng được các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Để tiếp tục mở rộng thị trường, ông Lê Công Thành và lãnh đạo Hội Nông dân xã Phú Lâm đã đang và sẽ chủ động liên hệ với nhiều nơi tiêu thụ số lượng lớn và ổn định như các siêu thị Bách Hóa Xanh, các bếp ăn tập thể, nhằm đảm bảo đầu ra cho các thành viên hợp tác xã, giúp các hộ yên tâm canh tác, gắn bó lâu dài với nghề trồng rau sạch. Thưa bà con và quý khán giả, đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn bà con và quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.